Tính đi dự đoán từ trước rồi hả anh bà? Xuống thấy khó cửa hết rồi chứ. Yên. Lúc mà mình chó xưa em kêu chùm chùm mấy thì kêu xem chó xưa dữ vậy. Lúc mà ba mình ngồi này kêu chùm chùm mấy. Vậy cái từ nó nói luôn xong rồi. Không có ai luôn không? Không. Xin bao nhiêu đeo gì anh bà? Cái tay lại nha, cái tay vậy mình nói đâu. Ui phải chùm đấy nè. Cái đó đâu bị lộn lét không nè. Xuất sắc á, được. Hình như quá đi nó lâu ra hơn nhu ha. Ừ. Đặt hàng rồi nha. Nhu ấy là nó chỉ có mấy cái hột gì á. Nâu đó nè. Ủa nè, quát nó không quát có. Quát nó tốn tiền sáp lắm. Ừ. Mà đặt hàng rồi nha. Nó đang làm việc nha. Chưa hết cho làm việc. Quát chế độ không? Ôi sao nhu đeo vậy? Ừ. Linh. Cô ơi giờ quay là nhắc đồ quýnh này nha. À, cái sợ nhất cái vụ đấy á. Cái vụ gì? Sao mà mời anh ba đấy? Giờ đó đó. Trong cái slow motion. Em biết anh nha, em bấm nút quay không anh nha. Anh ba nhún ngược cái sao á? Anh ba. Đó, cho nó sạch cái nhíp này là nó dính không? Giờ nó dính không? Hồi nãy nó bị kiểu như nó đắng căng. Giờ view máu là ruột ra ngâu chánh dừa chứ ba không dừa xấu dừa nhô. View triệu view. Tưởng lắm những gì là trà nách ruột rồi không? Ủa rồi sao một ngày mà nó làm xong cái chỗ tam cấp vậy? Tam cấp vậy sáng làm nửa buổi cậu xéo rượu ra nhậu vậy. Lỡ là ở cậu xéo. Cậu xéo đi đi. Ông kêu chục lần hả? Ông đi vô sáng ra chưa cách xong xong lại mà cậu xéo ông qua ông kêu hoài á. Nói mấy cái đó nói ông cứ dựa vậy thôi chứ mình